Mới đây, thành viên ekip đã hé lộ hình ảnh sẽ xuất hiện trong tập 26 tối nay. Đó là phân cảnh Mai Ngọc nằm ngất lịm trên sàn nhà. Dường như đây là cảnh quay sau khi cô bị chồng bạo hành. Trước đó, trong tập 25, Tuấn Khang đã đến nhà Mai Ngọc vào buổi tối và gặp mẹ chồng cô. Tưởng đây là mẹ đẻ của Mai Ngọc, Tuấn Khang còn kể tổng tộc mối quan hệ của anh và Mai Ngọc cho mẹ chồng cô. Tiếp đó, Dũng đã trở về và gặp Tuấn Khang tại nhà mình. Sau khi Tuấn Khang ra về, Dũng đã đánh vợ. Điều đáng nói là mẹ chồng Mai Ngọc cũng trơ mắt đứng nhìn hành động này của con trai. Bên dưới bài đăng của thành viên ekip làm phim, nhiều khán giả khen ngợi diễn viên thủ vai Dũng, chồng Mai Ngọc khi cho rằng nam nghệ sĩ đã diễn quá đạt, khiến họ cũng cảm thấy lạnh người sợ hãi. Ngoài ra, cũng có nhiều comment chỉ trích nhân vật Tuấn Khang vì cho rằng anh chàng quá trẻ con, biết Mai Ngọc đã có chồng, chồng lại còn hay ghen, mà vẫn qua lại với cô, đã vậy còn đến nhà giữa đêm khuya. Mời các bạn đón xem tập 26 lên sóng VTV3 tối nay, 15 tháng 4. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.